Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mậu Thìn những người sinh năm 1988 diễn tiến qua từng năm tuổi từ 33 đến 60 tuổi chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Mậu Thìn nam mạng có cuộc đời không được mấy bằng phẳng, có nghĩa là lúc lên cao và cũng có lúc bị xuống thấp một cách bất ngờ, hay người đời thường gọi theo câu cửa miệng là lúc lên voi, lúc xuống chó. Người tuổi này, tuổi nhỏ thường có đau bệnh ốm yếu. Về vấn đề sự nghiệp, con đường công danh và phát triển sự nghiệp công danh không có nhiều may mắn lắm, cuộc sống chỉ vào mức độ trung bình, không quá giàu sang phú quý, nhưng cũng không quá thiếu thốn. Cuộc đời Vương nhiều phiền lụy trong lòng bởi tình yêu, hạnh phúc hơn là vấn đề công danh và sự nghiệp. Tóm lại, cuộc đời bạn tuy dẫm lên trông gai nhiều, nhưng số được nhiều sung sướng ở hậu vận, có thể mang lấy nhiều nguồn lợi to tát về trong tay bạn. Tuổi Mậu Thìn hợp về buôn bán, giao thương, không hợp về công danh hay mọi vấn đề khác số hưởng thọ trung bình từ 52 đến 59 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu có phúc đức thì được gia tăng niên kỷ. Về tử vi tuổi mậu thìn, nữ mạng. Đối với tuổi này ở giai đoạn tiền vận gặp phải lắm vất vả, long đong, bước sang giai đoạn trung vận lại có thêm nhiều đau xót, cho đến hậu vận mới được vui tươi và êm ấm. Số hưởng lộc từ những năm tuổi 40 trở đi, cuộc sống trung vận cũng có phần dễ chịu hơn thời tiền vận. Số nếu có phúc đức thì cũng hưởng được nhiều vui vẻ về tiền bạc cũng như về vấn đề nghề nghiệp. Tuổi Mậu Thìn nữ mạng, số thù hưởng được nhiều điều tốt, công danh, sự nghiệp hay về kinh doanh, buôn bán thì khá tốt, khá thuận lợi. Người tuổi này có số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 69 là mức tối đa. Tuy nhiên, nên làm nhiều điều tốt, có phước đức ăn ở hiền lương, có thể được gia tăng thêm niên kỷ. Những năm khó khăn nhất đối với tuổi Mậu Thìn. Tuổi Mậu Thìn nam mạng sinh năm 1988 người tuổi này sẽ gặp những năm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 29, 34, 37 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên cẩn thận về mọi công việc, về cá nhân cũng như về gia đạo, hãy đề phòng mọi bất chắc và việc làm ăn, coi chừng hao tài tốn của, hay trong gia đình có đau bệnh, có tăng tóc. Tuổi Mậu thì nữ mạng, sinh năm 1988, những năm khó khăn nhất, làm ăn không thuận lợi, không được phát đạt tiền bạc khó kiếm, thiếu hụt nhiều bề, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi, 25, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng có hao tài hay đau bệnh, bị lừa lọc về tiền bạc, đặc biệt cần chú ý những tháng sung trong những năm này, như tháng thìn, tháng tuất, tháng sửu, tháng mùi. Những diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi mậu thìn nam mạng và nữ mạng tuổi mậu thì nam mạng giai đoạn từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, công việc làm ăn của bạn ở mức bình thường nhưng cần chú ý kỵ xuất hành đi xa vào tháng 6 và đề phòng về sức khỏe hoặc trong gia đạo có người đau bệnh. Ở tuổi 32, người tuổi này sẽ có được thành công to về cuộc sống và tài lộc, có thể hưởng được nhiều may mắn vào những tháng 3 và 4 âm lịch. Bước sang năm 33 tuổi sẽ có nhiều dịp may mắn đến với bạn cả về con đường công danh, sự nghiệp cũng như về chuyện tình cảm năm 34 tuổi, cuộc sống của bạn được thuận lợi, tốt về gia đình nhưng không được tốt về tài lộc. Bước sang năm 35 tuổi, sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vượt qua được những năm này, bạn có thể thành công nhiều về tài lộc. Tuổi mậu thì nữ mạng, từ 31 đến 35 tuổi. Năm 31 tuổi, năm này cuộc sống của bạn không được may cho lắm, bạn nên kiên kỵ đi xa, cần chú ý cẩn thận khi giao dịch về tiền bạc, cũng như là công việc làm ăn lớn. Bước sang năm 32 tuổi, năm này xung kỵ đặc biệt cần chú ý vào tháng 10, những tháng khác bình thường. Vào năm 33 tuổi, toàn năm đều xấu, nên đề phòng hao tài, tốn của, trong gia đình hay có người đau bệnh. Năm 34 tuổi, cuộc sống trở lại bình thường, gia đình yên vui và êm ấm. Bước sang năm 35 tuổi, cuộc sống của bạn có phần được tốt hơn, tài lộc được dư dã, gia đạo được yên vui, chuyện tình cảm gia đình cũng tạm ổn tuổi mậu thì nam mạng, diễn tiến từ năm 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi bạn có gặp hơi khó khăn về tài lộc tiền bạc cũng có sự hao hụt và có thể phải chịu nhiều buồn phiền vào những tháng 6 và tháng 7 âm lịch, những tháng khác yên tĩnh. 37 và 38 tuổi, làm ăn không có nhiều may mắn cho lắm, vẫn gặp thất bại, không nên làm ăn lớn vào những năm này. Nếu không sự nghiệp sẽ bị đổ vỡ bất ngờ. 39 và năm 40 tuổi, hai năm này làm cho cuộc sống có nhiều đảo lộn, nhiều đau xót, cần cẩn thận hơn nữa trong tất cả mọi vấn đề, không nên đi xa hay xuất hành vào những tháng chẵn sẽ bị tai nạn. Năm 40 tuổi càng nguy cấp hơn về gia đạo, sự phát triển làm ăn bị ngừng trệ, nên thận trọng. Tuổi mậu thì nữ mạng, từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, cuộc sống không được tốt về tiền bạc vào những tháng giữa năm, những tháng đầu năm và cuối năm có phần dễ chịu hơn. Bước sang năm 37 tuổi, năm này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, công việc chỉ xảy ra bình thường mà thôi. Năm 38 tuổi, năm này cuộc sống của bạn khá tốt đẹp, vận số có nhiều dịp may đưa đến, nhưng cần chú ý tháng tư âm lịch có xung khắc, không nên đi xa, không nên đến những nơi nguy hiểm. Năm 39 tuổi, năm trung bình, mọi việc có thể an bài. Sang năm 40 tuổi, năm này được xem là tốt, công danh sự nghiệp thành đạt, tình cảm thuận hòa, sức khỏe vững vàng, tiền bạc khá dư dã tuổi Mậu Thìn, Nam Mạng, diễn tiến từ 41 đến 45 tuổi, khoảng thời gian 5 năm này có thể tạm yên về mọi việc, gia đình không có nhiều rối rắm tâm trí được yên tĩnh đôi chút, tuy vậy bạn cũng nên thận trọng trong mọi chuyện. Tuổi Mậu Thìn Nữ, diễn tiến từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, cẩn thận, đề phòng bị đau bệnh bất ngờ vào những tháng cuối năm. Năm 42 tuổi có hoạnh tài, công danh sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dư dã. Năm 43 tuổi, coi chừng tai nạn về sông nước ao hồ, cẩn thận các đồ vật sắc nhọn, không nên đến những nơi có nhiều âm khí, tránh mắc tâm bệnh khó chữa trị. Năm 44 tuổi, hãy đề phòng một sự rắc rối về vấn đề tình cảm. Năm 45 tuổi, một năm khá tốt đẹp, tuy nhiên bạn cũng nên kỵ lửa, kỵ đi xa. Tuổi mậu Thìn nam mạng từ 46 đến 50 tuổi, trong những năm này, cuộc sống của bạn có phần khởi sắc hơn, làm ăn sớm thu được kết quả, trong gia đình con cháu được êm ấm thuận hòa, tuy vậy vào tuổi 47 cần chú ý hay đau bệnh trong những năm này rất đại kỵ mùa đông, nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Không nên tạo thêm nhiều rắc rối, cứ phát triển tầm thường về khả năng nghề nghiệp để nắm vững lấy sự may mắn của mình. Tuổi mậu thì nữ, diễn tiến, từ 46 đến 50 tuổi, đây là khoảng thời gian bạn được hưởng an nhàn của tuổi bạn. Trong những năm này, việc tài lộc và gia đạo đều được may mắn. Trong số con cái có người đỗ đạt và làm nên danh phận. Suốt mấy năm liền, năm nào gia đình cũng có tin vui bất ngờ. Tuy nhiên hãy đề phòng năm 49 tuổi, gặp năm thiên la, địa võng, cần phải thận cẩn thận về sức khỏe, tai nạn bất ngờ, đây là một năm không được may mắn gì cho lắm. Những tuổi hạp làm ăn, cộng tác giúp tăng tải tiến lộc của tuổi mậu thì nam mạng và nữ mạng tuổi mậu thì nam mạng, muốn có một sự vững chắc trong vấn đề sự nghiệp tiền tài và sự làm ăn khỏi phải bị vấp ngã trên cuộc đời, bạn cần phải lựa chọn tuổi tác cho trùng hợp với tuổi của bạn mới có thể không mang lại những thất bại hoàn toàn trong cuộc đời, có nhiều khi gặp những tuổi không hợp với tuổi bạn sự nghiệp phải hoàn toàn bị đổ vỡ. Cho nên trong công việc làm ăn và phát triển sự nghiệp, hùn hạp, phát triển khả năng nghề nghiệp, nam tuổi mậu thì cần lựa chọn những tuổi như kỳ tỵ, quý dậu, ất hợi, đinh sửu. Những tuổi này là các tuổi rất hợp với tuổi Mậu Thìn trong bất cứ mọi khía cạnh cuộc sống, giúp cho cuộc đời của bạn được bằng phẳng và phát triển tốt hơn. Đối với nữ tuổi Mậu Thìn, những tuổi hợp làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp làm ăn của nữ tuổi Mậu Thìn. Trong vấn đề hợp tác cũng như cộng tác hay bất cứ việc gì có liên quan tiền bạc và sự sống thì bạn nên hợp tác hay cộng tác với những người tuổi này, đó là các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu và Ất Hợi. Trong cuộc đời bạn nên cộng tác hay hợp tác với những tuổi này thì sẽ có nhiều kết quả tốt cả về nghề nghiệp cũng như về tài lộc, sẽ giúp cho cuộc sống của bạn được sung túc đủ đầy hơn. Về gia đạo, công danh. Đối với nam mạng, con đường công danh không hoàn toàn thành công hẳn mà chỉ có những thành công tạm thời trong cuộc đời bạn mà thôi. Nhưng nếu không phát triển được về công danh, bạn cũng là người có chức phận trong xã hội về gia đạo ở tuổi 30 còn vướng phải nhiều khó khăn cho đến khi bạn qua 34 tuổi, gia đạo mới được êm ấm, và bắt đầu từ 39 tuổi trở đi, thì trong gia đạo hoàn toàn được êm ấm và hạnh phúc, chỉ có gia tộc có nhiều sôi động mà thôi. Con đường công danh có phần sáng tỏa hơn cho đến khi bạn bước vào thời kỳ mà tuổi bạn ở vào 27 đến 34 tuổi, trong thời gian vào lúc 39 tuổi, bạn phải có chuyện lo giàu về gia đạo đôi chút rồi mới được ấm êm trở lại và có phần vững chắc hơn. Sự nghiệp bắt đầu vững chắc vào năm bạn ở vào tuổi 39 trở đi, nếu như bạn cố gắng thì sẽ thành công vĩ đại về sự nghiệp trong năm này và bạn cũng cần cẩn thận và sáng suốt để tạo cho cuộc đời một sự nghiệp vững chắc, tiền tài thì sự nghiệp được lên cao và cũng bắt đầu từ 39 tuổi trở đi vấn đề tiền tài, thật ra sẽ hết sức khả quan và có thể lên đến mức độ thật cao, làm cho sự nghiệp đã vững chắc lại càng bền vững hơn nữa. Đối với nữ mạng phần gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều bê bối, vào trung vận cũng chưa được vẹn toàn, cho đến hậu vận mới được an nhàn, sung sướng và phần gia đạo mới được yên vui. Công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Nữ tuổi này, sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc cũng có cơ hội tạo nên rất dễ dàng vào thời trung vận và hậu vận. Tiền tài vào hậu vận thì quá nhiều và vững chắc, cuộc sống tất sẽ được sung túc đủ đầy. Yêu và nhược điểm người tuổi mậu thìn. Ưu điểm, những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt không chỉ có vậy rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa phẩm chất tốt đẹp của một con người sự thật thà bao dung và lòng yêu thương con người người tuổi này có tâm tư trong sáng tính tình thành thật có năng lực thích thực hiện những kế hoạch riêng về phương diện tình cảm họ thích tạo ra những cảm giác lãng mạn nữ mạng siêng năng tiết kiệm đảm đang tháo vát người tuổi này có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng thấu hiểu góc cạnh của vấn đề bởi vậy trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư nỗi niềm thầm kín của người khác từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn là người hữu khẩu vô tâm lương duyên tốt đẹp tính tình vui vẻ lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý cốt nhục hình khắc con cái không ít nữ mạng hiền lương vượng phu ích tử người tuổi này thường thông minh lanh lợi thích kết giao bằng hữu có khả năng lãnh đạo tốt tính tình cởi mở cương trực hay thương người không cầu kỳ kiểu cách hoặc giả dối gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu nữ mạng là người giỏi giang sự nghiệp hưng vượng ở tuổi trung niên về sau tài lộc thịnh vượng họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình một khi đã hứa tuổi thì nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách không để người khác mất niềm tin với mình đôi lúc họ cũng mơ tưởng không thực tế nhưng điều đó có giới hạn tuổi thìn là những người không bao giờ sợ hãi lùi bước trước gian nan thử thách ngược lại càng khó khăn ý chí quyết tâm của họ càng dâng cao đó là lý do khiến người tuổi thìn luôn chinh phục được những khó khăn mà người khác không thể vượt qua vẻ ngoài lạnh lùng của họ dễ khiến người khác hiểu lầm xa lánh thực ra tuổi thìn là những người sống rất tình cảm có trái tim giàu lòng vị tha nhân ái họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân con giáp này khi trưởng thành dù không phải là người nổi tiếng và danh vọng cao nhưng nhiều người biết đến và kính nể thường gặp hoàn cảnh tốt nhược điểm tuổi này thường có tính đa tình đa cảm về phương diện tình cảm không được tốt cần phải chú ý đến tính cách đa tình của mình khát vọng giống như một ngọn lửa rực cháy có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước họ rất dễ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực địa vị và cuộc sống xa xỉ họ là những con người hành động mạnh mẽ dứt khoát và vô cùng quyết đoán tuổi thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được tuy nhiên sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào con giáp này thường không biết cách kiềm chế cảm xúc suy nghĩ của bản thân họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác tổn thương tuổi thìn cũng dễ thay đổi vì người khác và không kiên định với lập trường của mình không ít những lần tuổi thìn phải đối mặt với nguy hiểm khó khăn thậm chí thất bại lý do là vì những người này quá hấp tấp không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định nếu muốn thành công tuổi thìn cần phải có sự trợ giúp của mọi người xung quanh họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm hơn nữa tuổi thìn yêu thích sự tự do không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào người tuổi thìn nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn thật thà không bao giờ hãm hại lợi dụng bất kỳ một ai trước khi làm một điều gì đó người này suy nghĩ kỹ càng cẩn thận tuyệt đối không để nóng vội dẫn tới sai lầm Tương hợp và tương khắc giữa tuổi Thìn và 12 con giáp trong hợp tác làm ăn và nghề nghiệp. 1. Thìn hợp tác với Tý. Có thể hợp tác nhưng tuổi Thìn sẽ vất vả nhiều và nên giữ vai trò quyết định. Cặp đôi này vô cùng ăn ý trong mọi việc tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông. Đôi bên tính cách đều dũng cảm, dứt khoát cũng có rất nhiều sở thích chung. Sự thấu hiểu giúp họ hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, cũng biết dành cho đối phương khoảng trời riêng bên cạnh những phút giây đôi lứa. 2. Thìn hợp tác với Sửu không nên hợp tác nếu trong tâm bạn cảm thấy e ngại điều gì đó. Hai người thường tranh giành vị trí cao nhất trong cuộc sống gia đình. Điều này cũng có nghĩa cả hai là những người có trách nhiệm cao và hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Vì vậy, đừng để sự thể hiện cá nhân hay tranh giành ảnh hưởng thái quá dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. 3. Thìn hợp tác với dần. Hợp tác cực tốt cả hai đều có thể bổ trợ cho nhau nhiều thứ. Cuộc sống hôn nhân của hai người tương đối hạnh phúc nhưng nếu chung sống với nhau lâu dài cũng dễ nảy sinh những mâu thuẫn. Tuy nhiên, người chồng sẽ biết thông cảm và nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 4. Thìn hợp tác với Mão. Có thể hợp tác thành công trên nhiều lĩnh vực. Cuộc hôn nhân của hai người sẽ rất hạnh phúc. Người vợ tuổi Mão rất có tài xã giao và cũng rất biết cách làm việc có thể bổ sung cho những khiếm khuyết của người chồng và giúp chồng phát triển sự nghiệp. 5. Thìn hợp tác với Thìn. Không nên hợp tác, rồng và rồng vốn không có sự gắn kết cả hai người cần biết cách tự kiềm chế bản thân mình, không ảo tưởng, bởi nếu không rất dễ dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. Thìn cộng tị, có thể hợp tác nhưng sẽ có đôi chút bất lợi cho tuổi tị. Hai người sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Người chồng sẽ luôn tự hào vì người vợ đảm đang và tài giỏi của mình. 6. Thìn hợp tác với ngọ. Có thể hợp tác nhưng nên dừng lại ở sự hợp tác nhỏ vì nó dễ thành công hơn. Cuộc sống gia đình ban đầu thì tất cả mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, đúng như dự tính của cả hai. Tuy nhiên, chặng đường còn phải bước tiếp rất là dài cho nên những sự thay đổi đột ngột trên đường đời luôn xảy đến với mọi người, không trừ ai. 7. Thìn hợp tác với mùi. Có thể hợp tác xong không phải tất cả các lĩnh vực. Hãy lắng nghe xem bạn thực sự muốn hợp tác với họ chưa. Nếu hai người kết hợp lại thì đa số người chồng sẽ nhường bước để giúp vợ theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, cả hai lại rất hòa hợp về tình cảm. Người vợ luôn cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với người chồng của mình vì có sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của chồng. 8. Thìn hợp tác với thân. Đây là một tuổi hợp với bản mệnh, hứa hẹn mang lại nhiều thành công. Hai con giáp này đều là người tinh tế và khéo léo, biết cảm thông cho người khác, cũng rất thông minh khi lợi dụng điểm mạnh của người này để bù đắp cho điểm yếu của người kia. Họ đạt đến sự thỏa thuận cao nhất khi hợp tác xử lý những vấn đề trong hôn nhân và gia đình. 9. Thìn hợp tác với dậu. Có thể hợp tác nhưng người chủ động và nắm vai trò quyết định nên là người tuổi thìn hai con giáp này đều là những người tài giỏi, gặt hái nhiều thành công và được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ. Tính cách và tài năng tương xứng, họ có thể chia sẻ với nhau trong mọi chuyện, tình cảm gắn bó khăng khít không rời. 10. Thìn hợp tác với Tuất. Không nên hợp tác nếu bạn không thực sự hiểu đối tác của mình. Luôn phải cân bằng giữa công việc và gia đình thường làm cho người chồng cảm thấy áp lực. Rất may là người vợ tuổi thìn thường có những cách làm tinh tế để động viên người chồng. 11. Thìn hợp tác với Hợi. Thìn và Hợi là những người bạn, người tình tuyệt vời. Tuổi Thìn dũng cảm và thích sống độc lập và tin vào tình yêu. Còn tuổi Hợi rất nhẹ nhàng và sống tình cảm, cuộc sống gia đình, dựa vào nhau để cùng tiến bước thật xa, phát huy cao độ thế mạnh của bản thân để vươn tới mục tiêu đã chọn. Hai người có thể sống bên nhau, chồng sẽ dành rất nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình hơn là những thú vui cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.